Rồi à, bệnh nhân bên trong bị viêm dạ dày, chích một mũi metolodramid cho bệnh nhân đó đi. Ý, y tá Uông chạy xong vẫn chưa xuống đây nữa hay sao? Vẫn chưa, có cần tôi gọi lên phòng Duy hỏi thử không? Ừ, khỏi đi, để coi là họ có chút lương tâm biết giữ lại một ít đồ ăn cho chúng ta ăn hay không. Wilson, anh có thể vào đây khám cho bệnh nhân này không? Được chứ. Bác sĩ, sáng nay vợ tôi bị té cầu thang trong công ty, cô nói té trúng mặt, vậy anh kiểm tra giúp cổ đi. Chào chị có thể tháo khẩu trang ra để tôi kiểm tra giùm chị không? Em à, tháo khẩu trang cho bác sĩ kiểm tra đi. Anh à, anh ra ngoài trước đi. Sao phải bắt anh ra ngoài chứ? Hả? Không sao đâu, anh à, mời anh ra ngoài ngồi đợi để tôi kiểm tra cho chị coi sao. Vậy ra ngoài ngồi đợi nha. Cảm ơn bác sĩ. Được rồi, chị có thể tháo khẩu trang cho tôi kiểm tra được không? Ngồi yên đó. Có đau không? Chị từng làm phẫu thuật nâng mũi có phải gì không? Một năm trước tôi có qua Hàn Quốc nâng mũi. Chồng tôi không biết tôi đi nâng mũi. Tôi hiểu rồi, nằm xuống trước để tôi kiểm tra cho. Ngước đầu cao hơn một chút. Bên trong mũi của chị bị sưng đỏ nhẹ, có một ít huyết khối. Tôi đoán có lẽ là xương mũi của chị đã bị lệch rồi. Ok, xong rồi. Tình trạng của chị có lẽ do lúc bị trượt té làm gãy xương mũi nên bị lệch qua một bên. Tôi sẽ chuyển chị qua khoa ngoại chỉnh hình. Trước tiên họ sẽ lấy silica gel ở trong mũi ra trước, kế đó mới bắt đầu làm phẫu thuật xương mũi. Bác sĩ, anh có thể giúp tôi giấu chồng tôi chuyện này không? Tôi không muốn ảnh biết tôi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi xin lỗi, chúng tôi thân là bác sĩ thì phải tuân thủ quy tắc. Chúng tôi có thể bảo mật bệnh tình của bệnh nhân, nhưng không thể giúp bệnh nhân nói dối. Kiki ơi, gọi lên khoa ngoại chỉnh hình, nhờ họ kêu người xuống tiếp nhận bệnh nhân này. Dạ biết. Chị ơi, hiện tại tình trạng của chị phải mất mấy tháng mới có thể hồi phục lại. Theo tôi, chị không thể giấu được chồng của chị đâu. Tôi thấy hay là chị cứ thẳng thắn nói rõ với chồng chị đi. Để tôi kêu anh vào đây. Bác sĩ à, vợ của tôi sao rồi? Yên tâm đi, tình trạng của chị không nghiêm trọng lắm, nên chúng tôi sẽ chuyển chị lên khoa khác. Anh vào nói chuyện với chị một chút đi. Cảm ơn bác sĩ. Chào. Chào cô, sao tình cờ dữ vậy? Tới tìm bác sĩ Diệp hay là tìm YT đây hả? Tôi thấy không khỏe nên tới đây khám thôi. Có sao hay không? À không, vừa rồi tôi được bác sĩ Quỳnh bên khoa phụ sản khám cho. Khoa phụ sản, bị sao chứ? Không bị sao hết, chỉ là chuyện vui thôi. Tôi có thai rồi. Chúng chỉ tôi định tìm anh để báo cho anh biết, ai ngờ lại gặp anh ở đây. Báo cho tôi biết để làm gì? Để chúc mừng anh đó. Chúc mừng tôi chuyện gì? Không nói với anh nữa, giờ tôi phải về công ty họp rồi. Mai mốt hẹn ra nói chuyện tiếp. Yên tâm đi Martin, sáng mai tôi sẽ đưa tin Quách Siêu đầu tư vào trung tâm nghiên cứu thuốc lên trang đầu, để cho người dân biết trung tâm nghiên cứu thuốc không phải nói chơi. Dù chính phủ không chịu đầu tư, nhưng đằng sau cũng sẽ có người có hứng thú với hạng mục này. Tôi không nói với anh nữa, mai tôi sẽ gọi cho anh. Cố tình đợi tôi sao? Không phải anh từng nói chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa sao? Tôi tới là để hỏi rõ cô, cái thai có phải của tôi hay không? Anh muốn tôi trả lời phải hay không phải? Nghiêm túc một chút có được hay không? Có phải không? Phải đó. Ngồi nãy giờ rồi mà ly rượu của anh chưa đụng tới một miếng. Không có tâm trạng sao? Tôi bỏ rượu rồi. Thì anh cứ coi như không biết chuyện tôi đã có thai đi. Tự tôi biết làm sao xử lý.
đảm bảo không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Sao tôi có thể không biết được chứ? Cô có biết chuyện này xảy ra sẽ phức tạp tới cỡ nào không? Cô là vợ cũ của Whitey. Whitey là viện trưởng ở trong bệnh viện mà tôi làm, và tôi lại là quỹ viên trong hội quỹ viên phương án của Whitey. Bạn gái của anh còn là bạn gái cũ của anh chứ gì? Chính xác. Ai nói cô biết chuyện này vậy? Tuy tôi và Giật Thao đã ly dị, nhưng sau này gặp mặt cũng đâu thấy ngại gì chứ. Tôi với anh cũng có thể tiếp tục làm bạn mà. Làm bạn sao đi? Tôi là cha ruột của đứa bé, nhưng tôi với cô luôn cả bạn bè bình thường cũng chưa phải. Vậy thì làm sao làm bạn? Vậy thì sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, như vậy sẽ không thấy ngại nữa. Có điều tôi lại muốn lâu lâu gặp anh. Anh thấy phải làm sao đây? Ok. Lần đó chúng ta uống rượu say, chúng ta chỉ gặp nhau có một lần mà thôi, phải không? Hay tôi phá bỏ cái thai này, anh thấy sao? Cái gì? Chỉ cần anh nói bỏ thì tôi sẽ lập tức gọi điện cho bác sĩ Quỳnh bên khoa phụ sản, nhờ cô đặt lịch hẹn giúp tôi làm phẫu thuật phá bỏ. Anh nói đi. Sao đây? Bỏ hay không bỏ? Bỏ đi. Đàn ông toàn là những thứ không muốn chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi sẽ gọi cho cổ. Khoan đã. Dù sao cũng là một sinh mạng nhỏ, cho tôi chút thời gian suy nghĩ đi. Ngày mai sáng tôi sẽ trả lời, được chứ? Được thôi. Vậy tôi không phiền anh suy nghĩ nữa. Mai sáng tôi sẽ đợi điện thoại của anh. Không phải tôi nói sáng mai trả lời hay sao? Tôi muốn nói cho anh biết, vừa rồi nếu anh không cần suy nghĩ đã trả lời bỏ, bắt tôi phải phá cái thai đi, thì cả đời này tôi cũng sẽ không nói cho anh biết chân tướng sự thật. Cô nói cái gì vậy? Gạt anh thôi, thực chất tôi không hề mang thai. Cô bị điên hay sao hả? Sao lấy mấy cái này ra đùa chứ? Mọi người đó, giỡn gì kỳ vậy? Cô thật sự rất là quá đáng. Chết tiệt.